Thưa quý vị, với chiêu thức giả mạo các trang Facebook có tên giống những resort tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, rồi đăng tải hình ảnh của khu nghỉ dưỡng, kèm nội dung bán phòng nghỉ dưỡng, nhiều kẻ gian đã dễ dàng đưa con mồi vào trong, đặt phòng rồi chuyển khoản tiền cọc. Do vậy, du khách cần thận trọng trước các quảng cáo giá phòng rẻ đến bất ngờ. Thời gian gần đây, nhiều nạn nhân bị lừa chuyển tiền đặt cọc phòng resort từ các trang Facebook giả mạo đã gửi đơn trình báo đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an Bình Thuận để đề nghị điều tra xử lý. Theo các đơn trình bày, chiêu thức mà các nạn nhân bị lừa đều giống nhau. Cụ thể do có nhu cầu đặt phòng tại Resort C ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết nên qua tìm kiếm trên Facebook, những người này nhấn vào trang Facebook giả mạo Resort C Trang Facebook chính thức của Resort C có 20.000 người theo dõi, còn hai trang Facebook giả mạo cũng đặt tên giống trang Facebook chính thức, giống hình ảnh đại diện nhưng lượt theo dõi ít hơn, ít bài đăng hơn. Khi du khách nhắn tin trực tiếp với các trang giả mạo để đặt phòng thì được yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Điều đáng nói, tên tài khoản nhận tiền đặt cọc được mở tại một ngân hàng và mang tên Resort C, khiến du khách không chút nghi ngờ. Đến lịch đặt phòng các gia đình đến Phan Thiết du lịch và tới Resort C để nhận phòng, thì mới chân hững khi biết đã bị lừa. Phía Resort C cũng đã cung cấp một danh sách nạn nhân bị lừa bởi trang Facebook giả mạo Resort C lên đến 70 người, và số tiền các nạn nhân đã bị lừa chuyển khoản lên hơn 300 triệu đồng. Qua vụ việc này, giám đốc một công ty lữ hành tại Mũi Né khuyên, Giải pháp tốt nhất là du khách khi có nhu cầu cần tìm kiếm nhiều nguồn trên Google để có thể tiếp cận được trang web thật của resort và gọi hotline đặt phòng. Còn trên Facebook, khách có thể tin tưởng các trang Facebook mang tên resort đã được cấp tích xanh hoặc liên hệ các công ty lữ hành uy tín để đặt phòng. Đặc biệt, du khách cần thận trọng trước những lời quảng cáo giá phòng rẻ bất ngờ, thậm chí chưa bằng 50% giá gốc thưa quý vị trước sự gia tăng về nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân các đối tượng lừa đảo càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa tiền những người thiếu cảnh giác nhẹ dạ cả tin hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý khán giả cẩn trọng hơn khi sử dụng dịch vụ tại các khách sạn khu nghỉ dưỡng